đây là lần thứ mấy để mình chơi game ấy. Hoặc đây là khối Nether Drive này. Mình chắc còn thêm đôi đồ nữa. Khổ đậu thế nhờ. Mà mấy con dâm nó kê toán đầu óc mẹ dự. Mình mà gặp một con zombie thôi là mình đến khô máu nó rồi. Mệt thật đấy. Chứ đây là cái chỗ để vắt đồ của mình này. Có gì mình vắt luôn. Cọt kìa. Nấm mọc chung. Không biết cái nấm này nó cháy mà nó bị thục luôn. Đây là phòng ngủ của mình cho nó để em kệ đây kệ mình làm nhưng đừng được kia theo đây vẫn là căn nhà cũ của mình. Ủa mà cái lò mình nung gì vậy? Vậy nếu như này nó tồn tại như thế đến mấy ngày mấy đêm. Chạy túi trước khi nào vậy? Thôi, mình vô nhà mình điện cho nó sướng. Mình ngủ ở bên này là mình sẽ đi ra ngoài này. Mình ngủ đây. Sướng thật đấy các bạn ạ. Trời sáng, giờ mình bắt đầu với công việc cũ đi giết zombie. Nhưng mà hơi chín luôn riu. Một phát nào chết. Chiếc một phát cũng không chết. Xe một phát cũng nào chết. Cút. Thắng rồi. Chết rắn thay viên bị đập quá nhiều. Cũng có dâm đi cực. Lấy cái gì luôn. Hãy chưa một phát xuyên thùng. Xuyên cái trà rồi bắn. Xuyên thùng. Bắn thẳng về đầu luôn. Xuyên thùng đi. Nó có rất là đồ như lấy được đâu. Đây tầm hầm kìa. Các bác sĩ phải ở dưới tầm hầm mà. Thì mình sẽ ra ngoài. Các bạn biết cửa của mình ở đâu không? À để mình đố em. Để mình đố thằng Bun. Bun nó Bun cửa quán nằm không? Bun này Bun di chuyển con robot để cho để Bun tìm cái cửa đi. Cho mình nào biết đúng nghe. À lộn, thằng bạn mình nào biết đâu nghe. Đấy, cái chỗ đấy à. Nó rất là nó cũng bị đấy, em mình nói đấy. Đây là đường để từ xác cắt linh hồn. Ui chết cháu luôn rồi. Có phải hỏi luôn à. Lên núi. Dạ. Để con quay cái bộ phim gì đó. Chị mình đang bắt thang ấy. Nhảy xuống nước. Tập. Nha thật. Chị là do mẹ mình nói đấy, thấy không? Mẹ mình nói đấy, còn thấy không? Mẹ, hẹn gặp lại nha, bye các bạn.